xin chào cả nhà nhá chào tất cả anh chị em cô dì chú bác yêu thích và đam mê hoa lan rừng à, đã đến với kênh của vườn lan trường sơn hôm nay thì em lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị em một cái video rất là hay và rất là đặc trưng này thì mọi người cứ nghĩ là cái cây phong lan thì bây giờ cứ phải che mưa che gió che nắng đúng không ạ thế nhưng mà của nhà em hiện tại thì cái cây có một cái cây này là trúc phật bà này Đấy là một trong những cái dòng máy chị em cảm thấy rất là khó chăm sóc và rất là khó trồng Đấy nhưng mà đến thời điểm này thì cây bắt đầu đứng ngọn Lâu lâu em mới lên em ngắm thì Đây cây đứng ngọn rồi Và cũng rất là đẹp luôn này anh Chị em nhìn chưa ạ Sum xê luôn nhé Toàn thân tơ thôi Thân tơ nhiều lắm và đang có phát triển hiện tại đến giờ là quá ok rồi Đấy, Bộ rễ thì không phải nghĩ rồi Rất là đẹp Đấy, Mọi người nhìn thấy không Cực kỳ là đẹp luôn đấy thì uh, trong cái uh, đám này ấy, thì em uh, cái chỗ này thì là cái chỗ là bị mưa nắng nó hắt vào đây này. mưa chứ không phải nắng không hắt vào đây cái chỗ này là nhà em là bị uh, nó tốc cái mái che ra sang bên kia đấy, đương nhiên nó lại lòi ra cái chỗ này dính hoàn toàn là một trăm phần trăm nước mưa luôn từ đầu mùa đến bây giờ và năm nay thì uh, lúc đầu thì nắng rất là gắt đến thời điểm này thì đã hết nắng rồi nhưng mà nó lại có một cái vấn đề nữa là mưa thì quá khủng khiếp à, như video clip trước em đăng em nói chuyện với mọi người rồi là mưa nó quá khủng à, năm nay là sạt đường rồi là uh, chết cả người Đấy. mọi năm thì uh, rất là ít cái cái mà đặc điểm là cái cây nó thời điểm này nó mưa nắng thất thường nhưng mà uh, lại phát triển rất là ổn nhé đến thời điểm này rất là ổn luôn này đấy. cây thì bắt đầu đứng ngọn rồi đấy. và anh chị em nào mà uh, trước đây cũng uh, nói là để cho chị anh một vài giò đấy thì đến thời điểm này là cái thời điểm thuận lợi này đấy. muốn lấy là rất ok rồi đứng ngọn rồi nhé cực kỳ là đẹp luôn phải nói là Em cũng không nghĩ là là nó lại có thể phát triển khỏe đến những mức độ như vậy Vì hoàn toàn là 100% là không có phân bón nhé Kể cả phân bón gốc luôn Đấy Đấy là một cái điều rất là hay Không có phân bón gốc luôn Thế mà cây nó cứ như này Mơn mởn như này Và đang đứng ngọn đây. Đang đứng ngọn Đấy Một số cây thì bắt đầu đứng ngọn rồi đây này Đấy thì như này thì cây nó mới ra hoa được đúng dịp Tết nhé anh chị em nhé thời điểm này mà nó đứng ngọn thì ra chuẩn đét vào ngày Tết luôn. Và anh chị em cũng biết rồi là Chúc Phật bà thì đương nhiên cái tên nó đã đẹp rồi. chưa nói đến cái hoa, cái hoa nó còn đẹp nữa. Bởi vì là mà nó lại còn lâu tàn. chứ nó không phải như cái đơn thuần như cái dòng lan rừng khác. Đấy, anh chị em nhìn thấy không mướt mắt luôn. Và cũng có rất là nhiều người hỏi em là chăm sóc như nào, trồng như nào. Thì thực tế là em cũng chia sẻ thật là em ch chăm sóc gì đâu, chẳng qua chỉ là trồng theo đúng cách. Nổi gốc lên thế là cây nó phát triển bình thường thôi Thoáng gió Đấy. Kể cả những cái cây như này Hôm trước em có để ở dưới đây. Em có để ở phía dưới nhá Đây mọi người nhìn đây này Đấy. Cái giò trước phật bà này em có để ở phía dưới ấy, Chứ nên em không để ở trên Cho nên nó hơi kém hơn một chút Đấy. Nhưng mà nó cũng vẫn rất là đẹp luôn này Đấy. Thắt đốt này Giò này là giò khủng giò đẹp đây này Đấy cực kỳ là đẹp luôn em đã lựa chọn những cái 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 cái, cái thân đẹp ấy. đấy mọi người nhìn, anh chị em nhìn đó ạ. thân đẹp để cho mọi người uh, uh, sưu tầm được đấy và chúc phật bà thì vẫn có thể là trồng ổn được ở dưới đồng bằng nha anh chị em nhé đấy còn u lồi thì em cũng không dám chắc đâu đấy, thực ra thì uh, cây lan nào thì em cũng nghĩ là nó cũng phát triển rất là tốt trên mọi vùng miền thôi nhưng mà cơ bản là mình tạo được cái tiểu khí hậu là một đây thứ hai là để ý chăm chút một chút một tí thì nó ok đúng không ạ đấy. rất là đẹp luôn phải nói là thực sự rằng em rất là bất ngờ vì năm ngoái là em phải chữa cái ngọn chữa cái ngọn cây này này cái ngọn ngọn chúc phật bà nó cứ bị thối ngọn chữa chữa rất là mệt luôn là nhiều lúc nản luôn đấy. Đấy. đấy nhưng mà năm nay thì thực sự thời tiết thì thất thường mà cây thì lại phát triển rất là ổn đấy gần như là không bị hỏng chỗ nào cả. Trong cái đám này, trong đám này em đâu được cả 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 45 67 8 12 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 40. 42 giò luôn. Đấy. anh chị em nhìn 42 giò nhưng mà nó thật với mọi người rằng là 42 giò nó em trồng quá to luôn nhiều anh chị em chỉ trồng một hai cây thôi nhưng em tương đây cả chục cây Đấy, nó xứng đáng với cái xứng đáng với cái mà giò lan nó phải đẹp thuần chủng to Đấy, thì hoa nó mới thích Đấy, anh chị em nhìn đâu cực kỳ là mê luôn đấy nhá đây mọi người ngắm qua này nhìn may xanh mắt không ạ đấy. em không chăm một cái không cho một cái gì luôn mà rất là lạ thực sự rằng là lạ luôn kể cả cái giò kèn này anh chị em này Đấy, kèn lai châu này. Được ăn nắng, ăn gió phát là thân nó cứ to mập này. Đấy kèn Đấy, nuôi từ ngày ngày xưa là ấy xong là có cái, cái hạt ấy, em cứ rắc 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 Xong vào thành cái chậu. Năm nay năm thứ năm thứ 6 thứ 7 rồi. Đấy. Anh à em 7 năm trời mà bé tí 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 lên bây giờ mới được bằng này. Đấy. Năm nay được một tác phẩm khá là đẹp rồi. Ok rồi. Rất là vui. Đấy. Còn lại bên này. Bên này là hoàng thảo kèn của em. Vẫn là kèn lai châu nhé anh chị em nhé. Đấy, rất nhiều anh chị em hỏi có bán không thì em cũng có nói là có bán nhưng mà chỉ bán chia sẻ thôi chứ không bán đại trà, không bán nhiều. Vì lý do là em cũng đã chuẩn bị tới 100 cái thớt nghiến, à quên 100 cái chậu gỗ nghiến. Đường kính là 40 đấy để cho uh, tất cả cái đám kèn này vào một chỗ. Sau đó là cái thân da này em sẽ nhân kỳ ra để, để nhân giống, bởi vì đây là những cái giống kèn hoa rất là tím đậm Đấy, mà kèn lai châu đã là tím đậm rồi thì uh, cũng không đơn giản để mà kiếm dễ dàng đúng không ạ và giá nó cũng khá là đắt đến thời điểm này thì nó thực sự với anh chị em rằng là uh, vừa đam mê vừa chơi lan thôi có nhiều anh chị em cũng nói là uh, sao không bán bớt đi uh, để nhiều làm gì rồi là trồng uh, kèn ở khu vực hà nội uh, có sống được đâu thực ra là cái tâm tư anh chị em nói thì cũng có một phần rất là chuẩn, rất là đúng. đương nhiên là cây kèn nó là một dòng khó tính. nhưng ở đây chúng ta là những người đam mê thì em cũng xin chia sẻ luôn rằng là nếu như anh chị em có rất nhiều người trồng thành công Chứ không phải là riêng là, là, là riêng mình em ở Lai Châu mới trồng được. ở dưới kia trồng cũng rất ok. nhưng bởi vì là anh chị em quá bận rộn công việc rồi là chưa biết cách chưa tạo được tiểu khí hậu cho cây thì đương nhiên là cái cây kèn nó sẽ không thể nào phát triển khỏe phát triển đẹp được như ở lai châu nhưng đấy là điều rất là tiếc bởi vì có đa phần là anh chị em trồng nó không thành công thì đây trong video em cũng nói thực tế như thế chính vì anh chị em không thành công cho nên là mọi người sinh ra những người trồng rồi là sinh ra nản không trồng nữa thì đấy là điều đương nhiên còn có những anh chị em thì em nghĩ là chưa bao giờ trồng một cái cây kè này luôn Chưa bao giờ nhìn thấy thực tế luôn Chưa chạm vào tay luôn Đấy Thế nhưng mà lại Phán là khó trồng lắm Không sống được ở Hà Nội đấy, Không sống được ở miền xuôi đấy. Có người trồng được mà Chứ không phải là không Nhưng mà Cái vấn đề ở đây là Chúng ta là Chưa trồng thử mà đã phán Thì Cái đấy thì việc đấy Việc cá nhân em cũng không quan tâm lắm Nhưng mà khi mà mỗi lần em đăng cái bài kèn lên ấy, thì đồng chí lại bảo là khó trồng lắm. Đấy, nhiều đồng chí chứ không phải là một vài đồng chí. Tất nhiên là có những người thì trồng, có những người thì chưa trồng bao giờ cả. Đấy, chẳng qua là gọi là theo gọi là theo uh, aloso đấy, theo là hiệu ứng đám đông. Ấy. Đấy, cứ thấy một người nào chứ không trồng được ấy. lại bảo là ôi khó trồng lắm thế nọ thế kia rồi phán như thật. Không, đấy là việc cá nhân là việc bình thường đối với em em cứ như nào em nói thực tế như thế đương nhiên là cây kèn rất khó chăm sóc ở khu vực miền xuôi nhưng có những người tạo được tiểu khí hậu tốt Đấy. trước đây em có làm một cái bài video ấy là làm vườn lan như thế nào để cho cái cây lan nó phát triển tốt tất cả các loại lan luôn nếu anh chị em có diện tích đất rộng nhé, thoáng xung quanh không có nhà cao tầng che chắn thì khẳng định với anh chị em luôn Nếu như anh chị em tạo được khí hậu rằng Xây dạng kiểu bể 20 phân thôi Chúng ta đổ cát vào Cho nước vào Và kèm độ thoáng gió nữa Độ riêng gió thì chúng ta làm rất dễ Chúng ta có thể tạo thành những cái quạt như thế này Và cho nó quay Nó thổi gió Thì đương nhiên là anh chị em cứ yên tâm một điều rằng Rất tuyệt vời luôn Đấy Tại sao em lại làm cái quạt gió này Vì ngày xưa nó là lan va lan va ở trên này Đấy. Nhưng bây giờ em nhận ra một điều rằng là Riêng mảnh đất Lai Châu khu vực Tây Bắc Hoặc những khu vườn thoáng gió Đây anh chị em không cần phải quạt nó cũng có gió rồi Đấy. Thì đương nhiên là Không cần phải quạt nó có gió rồi Thì chả có lý do gì chúng ta phải bật quạt cả Đấy. Nhưng anh chị em ở dưới kia Thì không thể có rộng rãi đất đai được Không thể làm một cái vườn uh, Quy mô chuẩn được Đấy. Ngay cả bản thân em thế thôi để đến được ngày hôm nay trồng được những cái cây kèn như thế này thì cũng phải mất rất nhiều thời gian này công sức này cái việc làm giàn này Đấy. cái dàn này không biết là cái dàn này em làm sửa lại bao nhiêu lần làm lại bao nhiêu lần luôn thì đến bây giờ gọi là tạm ưng ý thôi Đấy. chứ không phải là, là 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 dễ dàng đâu anh chị em ạ à. vì khẳng định với mọi người rằng không ai chia sẻ cái cách làm giàn cho các, tất cả các bạn cho tất cả anh chị em được bởi vì mỗi người có một cái bí quyết riêng Người ta muốn giữ Ai cũng có một cái riêng để à Mình phải thế này phải thế kia Rất ít người có thể chia sẻ cho anh chị em Là cái cách Làm giàn như thế nào Để có được những cái giò lan đẹp Phát triển tốt Ở trên cái giàn đấy Khẳng định với anh chị em là rất ít đấy. Mặc dù người ta có Nhưng người ta sẽ không bao giờ là 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 chia sẻ thực tế người ta chỉ nói cua thôi đấy. cái nữa là cái ý người làm mình làm như thế nào đấy. em thì em cũng đi ít thôi nhưng mà sau đấy thì em cũng thấy rằng là nó có rất là nhiều anh chị em làm dàn rất là quy mô rất là đẹp và vào mắt mình nhìn thích luôn chứ không phải như vườn thì em ấy thực tế là rộng mênh mông được một nghìn mét vuông một nghìn mét vuông dàn thôi nhé đấy mà nó rộng mênh mông như thế thế mà đồ rồi là đồ đạc vứt lanh linh tinh vì nó thực tế anh chị em là em đi làm điện lực thì tranh thủ gọi là được nghỉ thì mình ở nhà mình mình làm thôi chứ không phải là mình lúc nào mình cũng được nghỉ để làm đấy nên là một mình mình xoay sở vợ thì cũng uh, được uh, uh, cũng đi làm nhà nước cũng uh, cũng cũng uh, đi làm hành chính cho nên là sáng đi trưa về trưa đi tối về thì làm gì có thời gian để mà dọn dẹp được em có rất nhiều hôm qua thì cũng vô tình là sang nhà một anh trong uh, nhóm câu lạc bộ, sang nhìn cái vườn đấy em nó thật sự với mọi người rằng quá thích luôn bởi vì là cái giá thể nó sạch sẽ, rồi là là nó gọn gàng, nhưng mà nó thật với anh chị em là nó chỉ có khoảng độ 15, chắc chỉ được 15 mét vuông thôi, thì nó đúng là anh chị em rằng là cũng mê lắm nhưng mà thực ra là nhà mình tới hàng nghìn mét vuông, đấy anh chị em thấy không ạ? một nghìn mét vuông thì mình không thể nào gọn gàng như thế được. nhưng để được như thế này cũng là cảm thấy rất là ưng ý rồi. bởi vì là uh, bản thân mình cảm thấy ưng ý rằng là ít nhất là những cây khó tính. đây, mọi người nhìn đây ạ. đây là những cây hoàng thảo đơn cam. đấy, anh chị em nhé. hoàng thảo đơn cam. đây, hoàng thảo đơn cam này em trồng nó rất đơn giản thôi. đó là em cho cái vỏ thông uh, số một à, hạt ngô vụn ở độ hạt hạt ngô hạt ngô nhá đây anh chị em này hạt ngô đây đấy có cả cỏ đây bây giờ phải nhặt cái này nguy hiểm lắm này cái này nó 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 nhặt nó bay đấy, nó gọi là hạt ngô anh chị em nhé hạt ngô thì em mới cho nó vào đây. Đấy, cho vào kèm với lại cái um, cái đây nữa là cái rêu um, chine này, phân tan chậm rian này. Um, đấy, ba thứ. vỏ thông này, rêu chine phân tan chậm rian. Và đến bây giờ anh chị em nhìn đi. Thân kè thân thân đơn cam này bắt đầu đứng ngọn nhé rất là đẹp luôn. Cây cực kỳ khỏe. Và cái cách chăm sóc cái này tưới này ấy thì em cũng chia sẻ luôn cho mọi người đây Nếu như anh chị em nhìn thấy Cái giá thể này vẫn còn ẩm Chúng ta bỏ qua Anh chị em chỉ cần tưới một lần thôi Tưới một lần thôi là Anh chị em sẽ biết tưới thật đậm Đến buổi chiều anh chị em ra ngắm Ngó nghiêng xem là cây nó có Có bị khô giá thể không Đấy, Có bị khô giá thể không nhé Nếu như cây buổi chiều ra Mà anh chị em vẫn thấy nó ok Thấy nó bình thường Thì thôi chúng ta không tưới nữa. sáng ngày hôm sau anh chị em ra vẫn thấy nó ẩm không tưới nữa. đến chiều hôm sau chúng ta ra vẫn thấy hơi ẩm không cần phải tưới. nhưng đến ngày hôm sau thì chắc chắn phải tưới. ý là em ở đây là nếu như chúng ta cứ thử một lần thôi cảm thấy là nó ẩm rồi thì chúng ta sẽ không tưới nữa và anh chị em sẽ rất là nhàn áng được cái thời gian mà uh, tưới cây cho nó phù hợp. ví dụ sáng nay mình đã áng rồi thì chắc chắn rằng là phải hai ngày nữa tức là ngày kia, ngày nay này, ngày mai, ngày kia sáng ngày kia sẽ phải tưới để cho nó ẩm. Chứ còn nếu như anh chị em mà giữ ẩm quá ấy, thì đó thực tế là nếu anh chị em giữ ẩm quá nhá là cái cây này sẽ bị vàng bị thối đây như bên này em cũng không dám giấu cái cái chết chóc đây có một chậu như này nó phát triển kém chứ nó không chết phát triển kém thôi nhưng mà đây này anh chị em này cái vấn đề ở đây là nó như phát triển kém và nó bị chết một số cây đấy anh chị em thấy không ạ đây thế nhưng mà không sao cả bởi vì là cả một vườn đương nhiên có một vài chậu chết là chuyện bình thường bởi vì của nhà em hàng nghìn mét vuông mà mọi người đúng không ạ đấy thì đấy mọi người nhìn thấy không ạ những cái chậu đơn cam của nhà em nhé và năm vừa rồi em cũng có chia sẻ những cái chậu này chậu đơn cam này thì có anh vừa Lan Lâm Hải anh cho vào cái thuyền rất là đẹp. Thực sự rằng rất là ngưỡng mộ luôn cái cách mà cái ý tưởng của anh ấy rất là ổn. Cho nên là em cũng rất là vui bởi vì là ít ra thì mình cũng đã chia sẻ cho tất cả anh chị em những cái giò đơn cam những cái giò mà những anh chị em gọi là khó thuần. Rất là mừng, rất là thích đấy. Đơn cam, chúc Phật bà, hoàng thảo u lồi, hoàng thảo bạch hòa Hoàng rồi là đấy. Ờ, Nói chung là Những cái dòng mà khó tính đấy. <laughs> Khi mà thuần được những cái này Thì anh chị em sẽ cảm thấy rằng là nó có cái gì đó Rất là tuyệt vời, rất là hay Bởi vì Những cái dòng này mà Ai ai cũng bảo sợ Ai ai cũng bảo khiếp đạt Vì trồng năm nào chết năm đấy Trồng giò nào chết giò đấy. đấy Nhưng trồng lan có một cái kiểu mà anh chị em phải nhớ trồng đúng thời điểm đúng cách và chăm sóc ít phân bón lượng nước phải đủ ẩm đấy đấy là những cái nhân tố để tạo lên cho anh chị em thành công và cái cuối cùng nữa đó là độ thoáng gió của vườn anh chị em nhé độ thoáng gió của vườn nên là khẳng định với anh chị em rằng là sẽ thành công nếu như chúng ta tạo được cái môi trường tiểu khí hậu tốt cho cái cây hoa lan. Đấy, anh chị em nhìn đi Đấy, đây là hoàng thảo đơn cam nhá, cực kỳ là đẹp luôn này. Đấy, đấy là cái điều mà vừa Lan Trường Sơn muốn chia sẻ cho mọi người, cho tất cả anh chị em cô dì chú bác, đấy, luôn luôn theo dõi kênh và mong rằng những cái video này sẽ là video hữu ích uh, để cho anh chị em có thể tham khảo, để kết nối đam mê. Rồi là chia sẻ những cái kinh nghiệm Bình luận ở dưới video Để cho Vườn Lan Trường Sơn Đúc kết, rút kinh nghiệm Những cái gì mà mình cảm thấy chưa hợp lý Anh chị em cứ bình luận thoải mái à, Nhưng chúng ta phải tôn trọng nhau Đó là bình luận trên một cách gọi là uh, Gì nhỉ Thực ra là Ôn hòa, có những gọi như thế đi Vì có những cái bình luận Thực ra là anh chị em nhiều khi vào Có thể là nói sóc Nói sốc là em không chịu được em xóa. Đấy, anh em chị em cô dì chú bác cũng thông cảm. Bởi vì sao? Đấy là chúng ta chơi đam mê chơi về hoa lan. Em thì người để bán lan nhưng thực ra xuất phát cũng là người đam mê về hoa lan cho nên là uh, những cái gì em chia sẻ cho mọi người đó là những cái kinh nghiệm đã trải qua sau ít nhất là 25 năm trồng lan, chết rất nhiều vườn lan. Và vẫn tứ quay lại trồng lan Đến bây giờ Là cũng tạo được một cái thành công Khá khá về Chinh phục những cái dòng khó tính Như thế này Hoàng Thảo Đơn Cam Chúc Phật Bà Hoàng Thảo U Lồi uh... Hoàng Thảo Ken Đấy. Hoàng Thảo uh... đây Nhất Điểm Hoàng Đấy. Anh chị em nhé Nhất Điểm Hoàng sum xuê luôn Rẻ mà sum xuê Rất đẹp Đấy là ngọc thạch ba màu. Đấy, anh chị em thấy là những cái mà mọi người cảm thấy sợ khiếp đã Đấy, thôi video thì cũng khá là dài, cũng tới 20 phút lận. Vì em thì em cũng hay thích đã lên nói chuyện là muốn nói chuyện dài lắm nhưng mà vì là cái video nó dài quá tải lên rất là lâu, mọi người sẽ lâu được xem. Thì rất là cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả anh chị em cô dì chú bác đã theo luôn luôn theo dõi và chia sẻ kênh của vườn Lan Trường Sơn nếu có dịp anh chị em nào lên đến Lai Châu thì cứ alo trong vườn lan Trường Sơn qua số điện thoại là 0987829002. À cũng kính mời mọi người anh chị em cô dì cô chú bác và gia đình vào thăm vườn lan, vào uống chén trà của đội 2 Lai Châu. Để chia sẻ những cái kinh nghiệm về hoa lan. À, xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh chị em cô dì chú bác ở những video clip tiếp theo ạ.